Chào cả nhà, hôm nay thì kênh Thai TV xin tiếp tục thông báo đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái thông tin cũng rất là vui, đó chính là Văn Quyết đã ghi bàn cho câu lạc bộ Hà Nội ở ngay trong những phút đầu hiệp 2 và nâng tỷ số lên là 4-0 nha quý vị. Thật sự là Hà Nội họ quá mạnh rồi, và đây là một cái thông tin tiếp tục là thông tin rất là vui, vì là Văn Hậu, Việt Anh rồi tới Văn Quyết rồi cầu thủ trẻ cũng là nằm trong U23 Việt Nam của chúng ta, đó chính là Hai Long, đều là đã ghi bàn. Văn Quyết thi đấu trong cái trận đấu này rất là xuất sắc khi mà có một cái pha kiến tạo cho Văn Hậu ghi bàn ở phút thứ 30, và chính anh là người đích thân ghi bàn ở phút thứ 50. Thật sự là rất là tuyệt vời cho cái kết quả này, vì là AFF tới gần rồi, là những cái cầu thủ mà nằm trong đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta tỏa sáng như thế này thì sẽ có một cái điểm rơi phong độ rất là tốt. Và bây giờ thì Thai TV cũng tạm thời xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một cái video gần nhất. Quý vị và các bạn nghe cái thông tin hay bổ ích thì quý vị và các bạn hãy cho Thai TV một like, một comment, một share, một lượt đăng ký kênh để kênh được phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Quý vị nào có nhu cầu muốn mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh karaoke hay là các bộ hát livestream thì hãy liên hệ với Thai TV qua số điện thoại 0939732349 để được tư vấn miễn phí và được giảm giá 20% đến cho tất cả quý vị khán giả nào đã đăng ký ủng hộ kênh Thai TV trong thời gian vừa qua nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.